Tin giáo xứ cao xá, mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tại giáo xứ cao xá. Sáng thứ Tư ngày 15 tháng 8 năm 2018, Cộng đoàn giáo xứ cao xá cùng hiện diện trong ngôi thánh đường thân yêu để cùng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Maria với tước hiệu hồn xác lên trời. Hôm nay là ngày đặc biệt với giáo xứ vì có nhiều sự kiện trong ngày này. Cộng đoàn cùng với giáo hội tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria với đặc ân hồn xác lên trời. Đây cũng là bổn mạng của giáo khu Đức Mẹ lên trời. Cùng với đó, hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 20 năm khấn dòng của cha xứ Phêrô và 9 năm khấn dòng của cha phó Anton. Trước thánh lễ, ông Đa Minh Trưởng thay mặt cho cộng đoàn gửi lời chúc mừng đến quý cha nhân ngày kỷ niệm khấn dòng và giáo khu nhân ngày bổn mạng. Với những bông hoa thay cho lòng thành, chắc hẳn niềm vui này sẽ được nhân lên nhiều lần. Cha xứ Phêrô đã chia sẻ, đặc ân này là niềm vui của mẹ Maria và cũng mở ra niềm vui cho mỗi người chúng ta. Niềm vui mừng của mỗi người chúng ta cũng giống như của bà Elizabeth khi được mẹ Maria đến thăm. Bà không chỉ vui vì người em của bà đến chăm sóc bà khi sắp sinh nở, nhưng hơn thế, bà cảm nhận được cả một hồng ân cứu độ, một nước trời. Niềm vui lớn hơn tất cả. Khi mẹ về trời, chắc hẳn Đức Mẹ vừa vui và vừa buồn. Vui vì mẹ được thấy vẻ đẹp nước trời và cư ngụ tại đó. Mẹ buồn vì mẹ còn thương những đứa con của mẹ đang ở trần gian. Mẹ còn thương và mẹ muốn đưa tất cả đi với mẹ. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo khu Đức Mẹ lên trời cũng tri ân quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo khu. Sau đó, thánh lễ kết thúc với bài hát cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.